Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android thông qua ứng dụng Odoofood được thực hiện tại website mylat.vn. Mình tên là Chế Công Bình. Ở bài trước mình đã dẫn các bạn thiết kế được cái phần layout của trang đăng ký rồi đúng không các bạn? Thì các bạn thấy là chúng ta mới thiết kế layout thôi chứ chúng ta chưa có làm cái việc mà chúng ta xử lý nút đồng ý và nút thoát này đúng không? Vậy để xử lý được cái nội dung đăng ký này chúng ta phải sao các bạn? Chúng ta phải lưu vào cơ sở dữ liệu chúng ta đã thiết kế trước đó đúng không? Đúng các bạn, chúng ta phải lưu vào. Rồi thì các bạn bỏ trường tên nhân viên đi ha, tại vì không thường ta chỉ cần tên đăng nhập thôi chứ không ta không cần tên nhân viên chi đâu ha. Rồi ok, đó thì các bạn thấy là chúng ta làm như vậy rồi, nhưng mà giờ làm sao để chúng ta lưu các thông tin, ví dụ là tên đăng nhập, mật khẩu chúng ta lưu đâu các bạn? Chúng ta phải lưu trong là database đúng không, trong cơ sở dữ liệu. Nhưng mà trước là chúng ta có cơ sở dữ liệu chưa các bạn? Chưa đúng không? Chúng ta thiết kế ha. Rồi vậy bây giờ chúng ta thiết kế cơ sở dữ liệu thì các bạn nhớ xem nè, Android chúng ta xài cơ sở dữ liệu nào các bạn? SQLite đúng không? Rồi vậy chúng ta sẽ làm ha. Thì mình cũng khuyên như vậy nè, khuyên các bạn như vậy, khi mà các bạn làm việc ha thực tiễn á thì các bạn không nên, ví dụ như là các bạn thiết kế cơ sở dữ liệu đây ha, các bạn tạo ra có phải là SQLite đúng không? Vậy các bạn có phải là các bạn cần tạo ra một class không, đúng không? Các bạn tạo ra một class, các bạn cái thừa gì SQLite Open Helper đúng không? Nhưng mà các bạn thấy nè, nếu như các bạn tạo class như vậy đúng không, các bạn làm một ứng dụng ha, ví dụ như các bạn làm một ứng dụng thì một ứng dụng không thể nào mà chúng ta có một hai file lát như vậy được, mà nó rất là nhiều luôn, có thể là lên tới 50 mấy file lát luôn ha, có nghĩa là 50 mấy file lát luôn. Nếu mà các bạn để 50 mấy file lát đi, nó dài thòn lòn như vậy đúng không, các bạn khó quản lý. Ví dụ như các bạn chỉnh sửa thì các bạn sẽ khó quản lý, thì mình khuyên các bạn ha, nên tạo ra folder. Chúng ta sẽ quản lý bằng các folder, bằng cách là chúng ta sẽ tạo ra các packet ha. Rồi ví dụ như là mình muốn tạo cơ sở dữ liệu đúng không, thì folder mình đặt tên là database đi, thì nó sẽ là chứa cơ sở dữ liệu của mình. Rồi sau đó mình sẽ tạo gì đây? Đúng rồi, mình sẽ tạo file Java mà khởi tạo database đúng không? Thì đây mình sẽ là create database. Thì tên file các bạn đặt sao cũng được ha, thì mình đặt tên là create database đó, mình đặt vậy đó. Rồi xong gì chúng ta gì đây? Các bạn học SQLite rồi đúng không? Extend gì các bạn? SQLite gì? Open helper đúng không nào? Implement và implement phương thức khai tạo nữa đúng chưa nào, phương thức khai tạo của nó. Rồi các bạn nhớ xem phương thức khai tạo chúng ta gì, contact đúng không, name factory gì đó ha, đó name đây cơ sở factory gì đó, thì cái này chúng ta không cần đi thì chúng ta bỏ đi đúng không. Version thì chúng ta cũng có thể là chúng ta set cứng thôi, chúng ta bỏ luôn cả version đi, chúng ta giữ lại contact thôi đúng không, giữ lại contact thôi. Rồi name thì chúng ta set cứng đây, ví dụ như là của mình là order food đúng không? Vậy là mình đã order food. Đó, đây là tên database của mình ha các bạn ha. Thì factory chúng ta chưa biết thì chúng ta cho null. Đúng không? Bây giờ các bạn thấy là version của database này là gì? Vậy database là database đầu tiên của mình đúng không? Version của mình sẽ là 1 đi. Đó, version 1 xong. Như vậy là chúng ta đã có được cái database tên là order food ha. Và version 1. Ví dụ như là sau này các bạn version 2 các bạn cập nhật database á thì các bạn thay đổi version đây thôi, thì trong ứng dụng nó sẽ tự biết là có database mới và nó sẽ cập nhật database đó ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tạo bảng nè các bạn. Các bạn thấy là chúng ta có cái bảng nè, 1 2 3 4 5 và 6. Vậy chúng ta tạo lần lượt ha, là bảng nhân viên. Rồi, mình khuyên luôn. Các bạn thấy là cái việc mà chúng ta tạo SQLite á đúng không? Ví dụ như các bạn tạo tên trường á, các bạn không nên tạo cứng luôn ha. Ví dụ mình ví dụ nè. Mình ví dụ ở đây các bạn để cái câu chưa vấn tạo database đi, ví dụ như là trên là bảng nhân viên ha, table nhân viên chẳng hạn. Đó, table nhân viên. Table nhân viên nè. Đúng không? Ví dụ như là các bạn đây là bảng nhân viên đi, các bạn tạo nè, create table đúng không? Theo như các bạn ha, theo như chúng ta thường á, thông thường các bạn sinh viên á, create table, ví dụ là tên table là nhân viên đúng không? Rồi sau đó là tới gì? Các thuộc tính là la la của nó đâu đây, đúng không? Sau đó tới các thuộc tính. Thì mình không khuyên các bạn là nên khai báo như vậy, bởi vì sao nè? Bởi vì các bạn nhớ nè, chúng ta là có phải là chúng ta cần truy cập tên các thuộc tính như là tên table rồi các trường dữ liệu của table đúng không? Chúng ta thường xuyên gọi tới đến chi? Hoặc là để chúng ta truy vấn, chúng ta select sao form web gì đó đúng không? Nhớ như các bạn thấy là ví dụ chúng ta có 6 bảng đi, không thể nào mà các bạn nhớ hết tất cả các thuộc tính mà các bạn đặt được ha. Thì Android các bạn nó khuyên chúng ta là nên khai báo cái biến tĩnh nha, nó khuyên chúng ta khai báo cái biến tĩnh. Rồi nó khuyên chúng ta khai báo cái biến tĩnh ha, cái biến static các bạn, để làm chi? Để thông qua, để khi chúng ta gọi là create database này, chúng ta thông qua cái biến static đó để chúng ta có thể lấy được là t
table tên nhân viên hoặc là lấy được tất cả các trường ha. Rồi các bạn đặt cho mình. Đầu tiên là public. Vì lúc nào về public thì chúng ta là từ từ cái lát con, cái lát ngoài đúng không các bạn? Cái lát ngoài mấy cái gì? À mới truy cập vô được biến này ha. Vậy là public static final. Đúng không? Final đến chị để mình cho nó là hằng số đi ha, để không có thay đổi được giá trị của nó. Ví dụ là table nhân viên. Mình tạo table đầu tiên ha, là table nhân viên, tên là nhân viên. À public static string đúng không? Mình là cho kiểu string mà đúng không các bạn? Vậy các bạn phải gán nó về kiểu à kiểu string. Đó, ví dụ là public static string à string. À như là public string static thì phải hả? Hay mình nhớ là vậy. Public string. Public static string đúng rồi ha, public static string. Rồi, chúng ta bỏ final đi, final nó sẽ nằm đằng trước mà, đúng không? Rồi, chúng ta dày cũng được ha. Rồi, chúng ta được gì? Đây là bảng nhân viên của mình, đúng không? Tiếp tục mình sẽ tạo cho các bảng gì? Tên các tên còn lại ha. Public static string copy đi. Mình có 6 bảng đúng không? 2 3 4 5 6 bảng. Rồi, bảng tiếp theo của chúng ta là bảng gì đây? Bảng món ăn đúng không nào? Món ăn. Món ăn ha. Rồi, bảng tiếp theo loại món ăn. Đó ha, các bạn chỉ cần sửa là như vậy. Loại món ăn. Đó, các bạn nên khai báo như vậy ha, để khi chúng ta làm việc thì các bạn đã biết tại sao mình khai báo như vậy ha, là mình đã giải thích rồi đúng không? Thì qua các bài sau nữa các bạn thấy là cái việc mà chúng ta khai báo như vậy nó rất là thuận lợi ha, nó rất là thuận lợi khi mà chúng ta gọi tới dữ liệu cho để chúng ta truy vấn á. Rồi loại món ăn, rồi bàn ăn đúng không nào? Bàn ăn, table bàn ăn. Rồi tiếp theo là à gọi món và chi tiết gọi món đúng không? Gọi món, gọi món và chi tiết gọi món đúng không nào? Chi tiết gọi món. Rồi đó, vậy là mình đã khai báo gì? Mình đã có được 6 bảng đúng không? Tên tên của 6 bảng. Rồi sau đó các bạn thấy gì? Chúng ta sẽ khai báo là ừ đúng rồi, tất cả các trường có trong bảng nữa đây nè, mã nhân viên rồi đó đúng không? Rồi mình sẽ khởi tạo luôn à, cũng là public static luôn đó các bạn ha. À, chúng ta đều là kiểu à, biến tĩnh hết ha. À, string table nhân viên, mã nhân viên đúng không, bằng mã nhân viên đó. Mình sẽ khai báo các biến ở đây trước ha, sau đó là tiếp tục đây, copy đi cho nhanh, copy nha. Rồi chúng ta có bao nhiêu trường đây? 1 2 3 4 5 nữa ha, 5 trường. 1 2 3 4 5 trường. Rồi mã nhân viên, tên tên đăng nhập đúng không? Tên đăng nhập. Tên à tên đăng nhập. Rồi tới là gì đây? Mật khẩu giới tính ngày sinh. À mật khẩu. Mật khẩu giới tính đúng không nào? Giới tính. Rồi tới là ngày sinh. Ngày sinh và chứng minh nhân dân. À chứng minh nhân dân. À thì cái việc công việc này nó có thể hơi mất thời gian một tí, thì mất thời gian chúng ta gõ thôi, nhưng mà các bạn thấy là chúng ta sẽ được có lợi sau này. Rồi tiếp tục là chúng ta làm cho bảng là món ăn đúng không? Mã món, tên món, giá tiền, giá mã loại. Public static string table món ăn, mã món bằng mã món. Rồi tiếp tục public à, copy ha, copy đây. Rồi 2 3 4 mã món, rồi cái gì nữa bạn? À tên món ăn đúng không? Tên món ăn, tên tên món ăn. Rồi chúng ta có giá tiền và mã loại. Giá tiền đây là sửa lại là giá tiền, và cuối cùng là mã loại, đây là mã loại. Rồi chúng ta tiếp tục nè, chúng ta tới bảng gì các bạn? Loại món ăn đúng không? Vậy là đây là mã loại ha, loại món ăn phải có mã loại. Rồi mã loại đây là bảng loại món ăn đó, copy đó. Mã loại như phải có tên loại rồi đúng không nào? Lên nào, tên loại đây, sửa lại là tên loại. Rồi xong thêm một bảng nữa,
thêm giá trị của bảng đúng không, là được ba bảng ha các bạn ha. Còn bảng bàn ăn nè, đây bàn ăn, mã bàn, đây là bàn ăn ha. Rồi đây là mã bàn, rồi copy nó, mã bàn rồi như phải có tên bàn rồi đúng không, tên bàn, đây là tên bàn. Rồi và tình trạng, à tình trạng nữa ha, tình trạng, tình trạng. Rồi được thêm một bảng nữa, là còn hai bảng hả các bạn. Vậy các bạn cố gắng gõ ha, tìm mất thời gian một tí thôi. Gọi món là mã gọi món đúng không, mã gọi món, đây là bảng, là bảng gọi món, có nghĩa là thuộc tính được của bảng gọi món các bạn ha, mã gọi món. Rồi copy nó đi cho nó nhanh. Còn máy tính đây, 1 2 3 4 ha, 1 2 3 4. Rồi mã nhân viên bằng mã nhân viên. Rồi tiếp theo là gì để các bạn, ngày gọi đúng không, bằng ngày gọi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có là tình trạng và mã bàn ha, tình trạng. Và cuối cùng là mã bàn. Rồi ok, còn bảng cuối nào, là bảng chi tiết gửi món, chi tiết gửi món ha, chi tiết. Rồi dĩ nhiên là phải có mã gửi món rồi, mã gửi món bằng mã gửi món. Ok copy nó, còn hai thuộc tính nữa phải, theo mình nhớ là còn hai tính nữa, 1 2 sẽ tới đây. À mã món ăn và số lượng, mã món ăn bằng mã món ăn, và cuối cùng là số lượng đó. Thì các bạn nên khai báo hết các biến như vậy ra. Rồi sau đó bây giờ chúng ta mới bắt đầu là dùng câu chi vấn chúng ta tạo ra tabay nè ha các bạn ha, chứ chúng ta không nên tạo một lèo giống nãy nha. Rồi mình tạo đây, câu vấn đầu tiên string table nhân viên trước, mình sẽ tạo nhân viên trước bằng create database, à, create table ha, xin lỗi các bạn, create table nhân viên đúng không. Lúc nãy là gì, hai gì lúc là hai chúng ta gõ nhân viên vào đúng các bạn. Thì bây giờ chúng ta về đây, có phải là chúng ta đã khai báo một cái biến tĩnh là biến nhân viên trên đây không? Đây các bạn nhớ là xem đây nè đúng không. Rồi chúng ta chỉ cần gọi tới thôi ha, chúng ta không cần nhớ bao nhiêu, có bao nhiêu tính cả, chúng ta gọi tới table nhân viên nè, table gạch nhân viên nè, đó chúng ta tạo được table nhân viên rồi đúng không. Mở ngoặc ra, các bạn cẩn thận phút này ha, khúc này nó hơi khó một tí. Table nhân viên, rồi sẽ tới gì các bạn, biến và thuộc tính đúng không. Rồi chúng ta sẽ có biến và tính, thì chúng ta cần gọi là table gạch nhân viên, đầu tiên là gì các bạn, mã nhân viên đúng không nào, cộng kiểu dữ liệu, kiểu test ha. Đó thì các bạn trong khóa chính thì các bạn là primary scale và tự động tăng là auto increment ha. Mà để sử dụng auto increment thì chúng ta có để kiểu test không, không đúng không. Mã nhân viên chúng ta sẽ là gì bạn, integer ha, đây integer. Rồi khóa chính thì là primary key ha. Đó primary key phải tự động tăng là thêm cái tính nữa là auto increment. Đó xong đúng không. Đó các bạn là gì, table mã nhân viên, cái biến mã nhân viên, cái trường mã nhân viên đúng không, có kiểu là kiểu dữ liệu integer, nó là khóa chính và tự động tăng. Đó tiếp tục mình cho kiểu dữ liệu thứ hai, cho cái trường thứ hai thì mình gọi là gì, table nhân viên đúng nào, mình có mã rồi mình tới gì các bạn, các bạn làm thứ tự cũng được ha, chứng minh nhân dân cũng được, giới tính cũng được, thì mình làm là tên đăng nhập trước đi ha. Tên đăng nhập chúng ta sẽ là kiểu test nè, xong thì một trường nữa đúng chưa. Rồi chúng ta nên cách ra cho an toàn ha, để tránh lỗi nha. Table nhân viên rồi tới đây, tên đăng nhập thì phải có mật khẩu rồi đúng không, mật khẩu chúng ta kiểu test luôn. Rồi cách ra cộng tiếp table nhân viên, rồi tới gì, giới tính đúng không nào, giới tính cộng, giới tính là gì đây, chúng ta kiểu test luôn, tại vì giới tính có thể là chúng ta nam nữ mà ha. Đó xuống dòng thì cho nó đẹp ha, để cho sau này chúng ta có lỗi chúng ta cũng dễ sửa luôn. Nhân viên giới tính thì đây, ngày sinh và chứng minh nhân dân đúng không nào, ngày sinh, ngày sinh chúng ta cho kiểu test luôn. Rồi tới chứng minh nhân dân, table nhân viên ha. Các bạn thấy là cái việc mà mình khai báo biến cứ tiện lợi ha, mình chỉ cần gõ nhân viên đúng không, rồi mình chỉ cần xem cái biến nào còn thiếu cái mình gõ cho thôi, rất là mau chóng, nhanh gọn lẹ, integer xong đóng ngoặc đủ chưa các bạn.
Các bạn thấy là cái bảng nhân viên chúng ta có mấy trường nhỉ? 1 2 3 4 5 6 đúng không? Rồi chúng ta điểm đếm cái đủ 6 trường chưa ha? 1 2 3 4 5 6. Đủ rồi đúng không? Đó, rồi chúng ta tạo tạo tiếp cho mấy cái bảng khác thôi, chuyên. Chúng ta còn mấy bảng nữa mà đúng không? Còn lại 5 bảng nữa, chuyên. Table gì đây? Bàn ăn đúng không? Bàn ăn. Rồi nhân viên có bàn ăn. Bằng. Rồi chúng ta làm câu chia làm câu chia, tạo cơ sở dữ liệu nào. Create table. À, cái này sẵn ôn SQL luôn ha, rất là tiện lợi ha các bạn ha. Table vậy các bạn. Bàn ăn đúng không? Nhân viên chúng ta xong rồi. Bàn ăn cộng nhảy lên hoặc giòn đúng không? Cộng thuộc tính đúng không nào các bạn? Table. Bàn ăn. Mã bàn đúng không? Cộng kiểu integer. Ê, integer. Đúng chưa? Khóa chính primary key. Primary key. Tự động tăng auto increment đó. Đơn giản xong. Tiếp tính thứ hai. Table bàn ăn tên bàn đúng không? Rồi kiểu dữ liệu test. Đó, tiếp tục cộng table bàn ăn đúng không? Tình trạng kiểu dữ liệu test luôn ha, test xong, đóng ngoặc chấm phẩy. Nhanh, gọn, lẹ đúng không nào? Đó, tiếp tục. Chin. Table. Bàn ăn có rồi đúng không? Chúng ta tới cái gì đây nè? Món ăn. Tên món ăn. Món ăn. Bằng create create table, đúng chưa các bạn? Rồi, tên table. Table món ăn. Đó, cộng món mặt tròn ra, đúng không nào? Cộng table món ăn. Chấm. Mã món trước đúng không? Mã món rồi khóa chính mà. Integer. Đó, integer primary key. Auto increment. Bởi vì mình muốn cho nó tự động tăng để mình tránh cái việc mình thêm cái trường nữa thì nó mất công ha. Rồi tiếp tục. Thuộc tính thứ hai, table. Món ăn đúng không các bạn? Món ăn tới là gì? Tên món đúng không? Tên món ăn cộng kiểu là test. Rồi tiếp tục cộng table món ăn. Rồi tới gì? Mã loại ha, mã loại là kiểu integer. Đó, phải không cần khóa ngoại ha, cái này chúng ta không là không chơi khóa ngoại nha các bạn, chúng ta không cần khóa ngoại luôn. Đó, chơi đọc là vậy đó, không cần khóa ngoại. Rồi integer cộng table món ăn. Got. Giá tiền. Đó, cộng giá tiền là kiểu test rồi ha. Đó, xong. Giờ chúng ta tạo xong table món ăn. Vậy là chúng ta còn lại ba bảng. Rồi, quẩy cho hết ha các bạn. Chin. Table. Món ăn rồi tới gì đây? Loại món ăn. Rồi, bảng này quá ít dữ liệu ha. Tạo quá nhanh. Create table. Cộng table. Loại món ăn. Nhảy lên, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ha. Rồi table món ăn, loại món ăn, chấm mã loại đúng không nào? Rồi kiểu dữ liệu đúng không nào? Integer. Đó, integer. Khóa chính primary key. Tự động tăng auto increment. Phải. Rồi chúng ta tạo tiếp gì? Thuộc tính thứ hai đúng không nào? Table loại món ăn. Mã loại rồi đúng không? Tên loại, thuộc tính thứ hai là tên loại ha. Cộng kiểu test. Rồi xong, đóng ngoặc hết, dứt điểm. Đúng chưa nào? Rồi, tới bảng thứ ba. Bảng thứ tư rồi, 2 4, bảng thứ năm ha. Table, loại món ăn rồi tới gọi món và chỉ tiêu gọi món thôi, gọi món. Các bạn thấy là việc tạo rất là nhanh đúng không? Ha, việc tạo rất là nhanh, các bạn chỉ bạn biết là tạo rất là nhanh thôi. Create table. Cộng nè, tên table nè, đúng không? Table gọi món nè. Cộng nè. Mở ngoặc ra nè, cộng nè. Thuộc tính thứ nhất nè, table gọi món nè, mã gọi món nè, integer. Rồi, khóa chính primary. Primary key tự động tăng auto increment. Xong. Thuộc tính thứ hai, table gọi món. Cái gì các bạn? Mã bàn cũng được ha, cả mã bàn trước đi, rồi integer. Chúng ta làm từ trên xuống dưới đi. Phải. Cộng table gọi món mã nhân viên mã nhân viên integer rồi cộng tên gì nhỉ table gọi món
mã bàn rồi đúng không, mã gọi món, mã bàn, mã nhân viên rồi, ngày gọi đó, thấy chưa, kiểu test phải rồi xuống không, table gọi món, tới là tình trạng cộng tình trạng kiểu test ha, dứt điểm đúng như nào, đủ được tính chưa, 1 2 3 4 5 xem lại nào, 1 2 3 4 5 đủ rồi ha. Rồi chết chi tiết gọi món đây, chuyên xuống dòng đi ha, cho định dễ nhìn tí, chuyên table chi tiết gọi món bằng tạo nó, create table, tên table cộng đúng không nào, create table, tên table à, đúng rồi, xem tí mình quên thấy không các bạn à, các bạn thấy là mình gõ rất là nhiều nhưng mà vẫn có thể là quên như thường thôi. Table à, chi tiết gọi món, mã gọi món à, cộng integer khóa chính đúng không, mã gọi món à, hai cái là khóa chính đúng không, vậy hai cái khóa chính thì này là integer thôi ha, thì chút nữa mình khai báo hai khóa chính sau, integer phải xuống dòng tới như vậy các bạn, table chi tiết gọi món, mã gọi món đúng không, gọi mã món ăn cộng cái gì các bạn integer kiểu dữ liệu ha, integer đó phải, rồi thằng cuối cùng là gì đây, table chi tiết gọi món số lượng đúng không nào, số lượng là kiểu test đi à, kiểu in integer chứ nhỉ, integer xin lỗi bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta khai báo khóa chính nè, write Mary key, write Mary key à. Rồi khai báo hai khóa chính vào là gì đây, các bạn hai khóa chính chúng ta là chi tiết à, mã gọi món và gì à, chi tiết gọi món thì chúng ta đây là table, chắc xuống dòng đi ha, xuống dòng đi cho dễ nhìn đây à, cộng với lại là integer đúng không, à, để này trên đây đi, trả lại ha, để nó trên, còn primary key thì chúng ta khai báo dưới đi đó, phải rồi primary key đây, primary key à, primary key mở ngoặc ra cộng table chi tiết gọi món, mã gọi món cộng phẩy à, phẩy ha các bạn ha, cộng table chi tiết gọi món, mã món ăn, ok chưa, cộng đóng ngoặc lại, rồi thêm đóng thêm cái ngoặc đúng không, để chúng ta đóng hai ngoặc mà, đóng thêm ngoặc nữa xong. Rồi như vậy là chúng ta đã tạo xong các câu chi vấn rồi đúng không, bây giờ chúng ta sẽ thực thi nữa ha, bằng cách chúng ta gọi các bạn à, gọi đây db đây đúng không, gọi db db.sql SQL chuyển vào câu đầu tiên là table nhân viên, rồi copy đi ha cho nhanh, chúng ta còn lại là 5 bảng, 1 2 3 4 5, rồi copy nha, table bàn, table món ăn, table loại món, table gọi món ha, loại món rồi tới gọi món, rồi table chi tiết, rồi xong. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái phương thức gọi là mở kết nối ha, mở kết nối cơ sở dữ liệu à, public void open đâu nào, open open ha, rồi không phải là void ha, bởi vì chúng ta sẽ làm phương thức nó trả ra chúng ta như bạn à, nó trả ra chúng ta một cái writable đúng không, vậy là chúng ta sẽ là SQL line database đi ha, nó sẽ trả ra chúng ta một cái gọi là return, return chữ bạn à, dist chấm đúng không, dist chấm đúng không, không phải ha, không phải ha đúng không bạn, phải không, có phải không, phải không, dist là gì, có phải chúng ta cần đang cần gọi dist lần nào đây, SQLite helper hay là thằng SQLite database à, chúng ta cần gọi SQLite database, vậy là mặc định ha, thằng SQLite open helper đó, nó sẽ chính là thằng SQLite database, bởi vậy chúng ta gọi dist và chúng ta gọi get writable. Rồi chúng ta đã có phương thức kết nối rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra xem là nó có tạo được tất cả các bảng này không ha, vậy chúng ta test thử khi mà chúng ta chạy thằng đăng ký lên thì chúng ta thì các bạn à, tạo database bằng cách chúng ta gọi create database à, chạy phương thức khởi tạo database ha, bằng new à, new create database chuyển context vào là dist chấm phải, rồi chúng ta chạy lên, thì chúng ta chạy lên thì các bạn nhớ là khi chúng ta chạy lên thì nó tạo chưa, chưa đúng không, cho tới khi nào chúng ta gọi các bạn à, nó bắt mình ghi ta cái adb ha, rồi ghi ta đi, chứ nào chúng ta gọi là cái thằng phương thức là get writable thì nó mới ấy ha,
Rồi thì trong lúc chờ, đây mình chạy lên đầu tiên cái đây để cho các bạn thấy. Mình mở cái chương trình quản lý các thiết bị Android lên ha. Rồi chúng ta chạy lên rồi nè, đó. Rồi chúng ta kiểm tra xem nha, data ha. Đây các bạn nhấn vào cái máy ảo Illumination ha, data. Đường dẫn tiếp theo là data. Rồi tìm tới cái tên ứng dụng chúng ta là gì đây? Cơm chế cùng bình chống app order food đúng không? Này là tới chữ A, chữ C. App order food đây, đúng không? Rồi các bạn thấy có database chưa? Chưa đúng không? Đó bởi chúng ta tạo cái mạng lưới là khởi tạo thì chưa chắc là có đâu ha, khởi tạo chưa chắc là có. Thì các bạn cũng có thể là các bạn gọi phương thức open database đây bằng gateway database chấm open đó, thì khi các bạn gọi như vậy thì nó sẽ kết nối database à. Thì mục đích là gì? Có phải là khi mình gọi open thì nó gọi phương thức là gì? Get drivable database, tự nhiên nó phải tạo database cho mình rồi đúng không nào? Chạy lên nào. Rồi chúng ta chạy lên ha. Rồi chạy lên cái máy ảo. Rồi chúng ta kiểm tra. Đây các bạn thấy là gì? Lúc này nó chúng ta mới có được cái thằng database. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra xem database cái mấy công thức mà chúng ta đạo database nó có đúng hay không ha, coi nó có thiếu bản nào hay là thiếu chừng nào không. Thì các bạn nhấn vào database order food ha, rồi các bạn chọn bool file from device à. Rồi chọn ở đâu? Mình chọn desktop đi, quăng ra ngoài đó. Rồi bây giờ mình sẽ dùng Firefox ha, bạn nào không có Firefox thì các bạn nên cài ha, hoặc là một cái chương trình quản lý SQLite Manager nào đó chẳng hạn. Thì Firefox thì nó hỗ trợ một cái là SQLite Manager cho nên là mình dùng nó để mình kiểm tra ha các bạn. Rồi các bạn chờ một tí ha, vì mình mở nhiều chương trình quá cho nên nó hơi nặng tí. Rồi SQLite Manager các bạn nào không có thì cứ lên mạng lên cái phần login của thằng Firefox các bạn tải ha. Đây cái extension đó, các bạn cứ vào cái đây là cái tiện ích nè ha, các bạn tải rồi mở lên. Ok database ha, connect database ha các bạn. Rồi các bạn thấy là gì? Mặc dù chúng ta đang qua desktop đúng không, nhưng mà nó không thấy được cái file database chúng ta đúng không nào. Thì các bạn nên chọn là tất cả các tập tin nha. Rồi các bạn tìm tới là cái thằng tên database chúng ta đây, order food open đó. Rồi chúng ta kiểm tra xem chúng ta đủ 6 6 bảng chứ ha, 1 2 3 4 5 6 đủ đúng không? Bây giờ chúng ta kiểm tra xem bằng ăn 1 2 3 thuộc tính à, bằng ăn chúng ta 3 thuộc tính nè, bằng ăn đâu 3 thuộc tính đúng không nào? Đó không? Các bạn kiểm tra, các bạn nên kiểm tra lại ha chi tiết 3 đúng rồi đúng không? Gọi món 1 2 3 4 5 đây, gọi món đây 1 2 3 4 5 ha, kiểm tra. Rồi tới gì đây các bạn? Loại món ăn đúng không? Hai cái chính xác ha. Món ăn à, 1 2 3 4 ok luôn đúng không nào? Rồi tên nhân viên 1 2 3 4 5 6. Rồi, như vậy là các bạn thấy các bạn, như vậy là chúng ta đã tạo được database rồi đúng không? Và tất cả các dữ liệu mà các trường trong database chúng ta đã tạo vậy các bạn, đúng hết rồi đúng không nào? Thì như vậy bài ngày hôm nay á mình đã dẫn cho các bạn xong là cách tạo database đúng không? Cũng như là cách chúng ta bố trí rồi ha, cách chúng ta tạo cái biến tĩnh để chúng ta tạo cho nó dễ hơn. Thì ở bài sau chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành với các bạn thêm cái dữ liệu cho cái gì, cho cái thằng đăng ký này. Xin chào lại các bạn.